Xin chào các anh chị các bạn. Xin chào các anh chị các bạn. Mời các anh chị các bạn xuống vườn táo nhà em Hiển nhé. Hiển lão nông. Nếu các anh chị làm táo hoặc là vào nhóm táo thì các anh chị cũng đều thấy. Thì cũng vừa gặp em ở trên này không nhỉ? Tuy nhiên là do em bảo có cái vườn ở phía bên trong kia đẹp nhưng mà vào tìm lạc đường không đi được. Còn cái vườn kim đào với cả vườn ở phía dưới kia thì hơi xa nên không vào được nhé. Sau cái núi kia, năm ngoái vào dưới kia. Đây còn đây là táo Đài Loan nhé, tại cái vườn dưới đường này. Năm ngoái thì mấy cây ở giữa này thì nó hơi xấu nhưng năm nay thì lên đẹp năm thứ hai. Nhưng Đài Loan ở đây thì em nói là cũng không có quả. Đúng rồi, cũng chưa có quả các bạn. Quả ít lắm. Này. Đây còn cái vườn ở trong làng em bảo có đẹp nhưng mà vừa lại không vào, không xem được. Không vào đến nơi được. Hỏi mấy người nhưng mà đi đường nó hơi nhỏ nên là không tìm thấy. Em thì có việc bận em không đi được cùng vào nên là thôi xuống cái vườn ở dưới này để các anh chị cùng chia sẻ về cái việc mà thời tiết cũng như là cập nhật tình hình táo nhé. Đài Loan đây. Năm ngoái nhớ là cây này đẹp, rất đẹp này. Quả đều rất đều nhưng năm nay thì cũng chưa thấy quả nào. Thời điểm bây giờ đang là 24 tháng 10 các anh chị nhé, 24 tháng 10 2021. Lịch dương còn lịch âm thì nó rơi vào 20 tháng 9 thì phải. Đấy, quả thì thấy một vài quả nhỏ nhỏ thôi. Đấy, chưa nhiều. Đấy, cái hệ thống dây đây, cột rất là chắc. Đấy, đây, quả lượng quả thì cũng thấy gọi là một số thôi, chứ loáng thoáng thôi chứ chưa nhiều. Và gần như là để chờ lớp hoa sau nhé. Cây thì tương đối đẹp nhé. Ở như phía trên này thì là cái cành tương đối đều khỏe này. Còn phía dưới cái vườn này là vườn nhà hàng xóm nhà Hiển thì phải. Cây thì yếu hơn nhưng mà lại quả cảm giác nhiều hơn này các bác này. Đây, táo cũng táo xuân, táo Đài Loan. Để thử xuống phía dưới nhé. Đấy, vừa ngồi nói chuyện uống rượu với em Hiển xong, uống một vài chén rượu. Hai anh em ngồi cũng chia sẻ cái tình hình làm táo của năm nay. Đấy thì em cũng nói là một vài vườn đẹp như của các anh em mà chia sẻ cũng có rất là nhiều vườn đẹp. Tuy nhiên là cái tỷ lệ mà vườn nó đều đều quả thì năm nay hơi kém nhá. Đấy, đây. Đây phía dưới này là hình tóc. Cũng vậy thôi nhỉ. Dưới này thì lại dàn này. Đấy, có cái vườn kim đào mật của nhà em Hiển phía sau cái núi kìa. Đi đường vòng vòng khoảng hơn một cây số vào phía trong kia nhưng mà giờ không đi được nữa. Giờ không đi nhá. Đây có cũng loáng thoáng ở đây thì cái lượng quả nó chỉ gọi là đấy mà trên cây thôi. Có các bác ạ. Đấy thì tình hình năm nay thời tiết thời điểm táo này thì có lẽ là chỉ chờ lớp sau thôi. Lớp sau thì cũng đã nở các bác này, nở và đậu luôn nhé. Nếu cái thời tiết đẹp như này là ok này. Đấy thì vì là trong cái quãng thời gian vừa rồi đến khoảng tầm 20 ngày, khoảng 20 ngày nó mưa, tức là lúc thời tiết nắng quá, lúc mà lúc hoa đầu nở thì nó nắng quá. Đấy nắng quá, nắng nhiệt độ toàn 38, 37, 35, 38 độ thôi. Nên đậu hoa rất kém thì sau đó lại đến mưa 20 ngày thì thời điểm này bắt đầu mới có cái lớp này các bác này. Đấy, lớp này bắt đầu đậu ra thì đậu nó rất là nhanh. Nếu mà đậu được lớp này thì cũng sẽ vớt vát được một chút chứ các bác nhé. Đấy, còn cái lớp trước này thì không nói rồi. Lớp trước này nếu đậu được là ok này. Đấy. Như cứ bình thì như thế này, nếu mà cành nào cũng như thế này là được. Nhưng mà chỗ này chỉ có được 1-2 cành thôi. Đấy quả đây. Vừa uống rượu có một cái đám cưới ở khu này. Thì gặp hai anh em gặp cùng với cả chủ vườn là Hiển lão nông. Nên là ngồi cũng tâm sự chia sẻ cũng tương đối là nhiều về cái việc làm táo ngày hôm nay. Tuy nhiên là do cái tình hình nói chung
chung như vậy nhỉ, thì nó cũng như là sẽ kém đấy, phải xác định là kém đấy. Còn ở đây là lên mấy cây của em Hiển đây nhỉ. Chỗ này thì không nhiều nhé, em Hiển thì rất nhiều vườn. Tóm lại là nó không cùng nhau, nhưng mà cây thì đẹp nhưng quả thì lại chưa thấy mấy. Do chung đây, em làm cái dàn như này này, cột sắt đây, và làm cái dây thép nhỏ ấy, chăng qua, chăng có thể hai lượt này. Đấy, chăng hai lượt này. Đấy, nó cũng cạo, gió nó cũng cạo này. Sau đó vít cái cành xuống vào cái dàn này. Đấy, cột thì chôn bê tông nhé. Hôm trước thì em đăng lên cột bê tông này bị mất thì không biết là ở vườn nào nhỉ. Đấy. Phía trên thì người ta đang hát karaoke, hát ổn quá các bạn ạ. Nên là thực ra làm cũng không thích, bởi vì liên quan đến âm nhạc các thứ nó vào video cũng nhỉ. Đấy, hơi ồn nên là các bác cũng thông cảm nhé. Hoa lúc hoa cuối đây, hoa cuối thì còn tương đối nhiều, có hoa cái nhé. Nếu nắng ráo như này thì nó sẽ đậu này, lá cây, lá xanh cây khỏe. Đấy, đây quả nó đậu ra thì cũng sẽ được luôn này. Đó, đây cành này, cành xuân này các bác này, cứ cành nào xuân cái là quả nó khác ngay. Cả cành bên kia thì Đài Loan một gốc, nhưng mà hai mắt khác nhau, mắt xuân mắt Đài Loan. Mắt xuân này các bác này, nhìn nó khủng không, quả xuân táo xuân 21. Đây cành này, cành xuân này. Đấy, đấy thì hôm nào mà có thời gian thì sẽ lên, và em Hiển sẽ trực tiếp nhờ em Hiển đi vào cái vườn to nhé, cái vườn của em trong xem như nào. Bởi vì ở trong đấy thì em cũng nói là tỷ lệ đạt cũng khoảng tầm 60-70% đúng nhỉ, so với được mùa đấy. Thì tình hình như vậy các bác ạ, tình hình vườn táo thăm của cứ gọi là chuyên gia táo của anh em, có rất nhiều anh em về kỹ thuật làm táo Đài Loan này. Đấy thì nó cũng kỹ thuật giống như anh em chia sẻ nhỉ, kỹ thuật cũng là một phần yếu tố rất quan trọng, nhưng các yếu tố khác nữa kết hợp nhỉ, thiên nhiên, thời tiết, con người, sinh vật đúng nhỉ, và nó tác động đến lúc cái quá trình đậu quả không nhỉ. Còn nếu mà giả sử mà nó thuận lợi dễ dàng ấy thì làm thứ mọi thứ nó rất là nhàn, chẳng cần làm gì cả nó vẫn có quả sai. Còn nếu mà mọi thứ khó khăn thì tác động đủ kiểu, nó cũng khó khăn và nó cũng kém, kiểu như vậy các bác ạ. Cỏ giả đây. Đấy, hôm nay lên đây ăn cưới nhé, có cỗ cưới ở trên này nên là tranh thủ với các anh chị các bạn là đi thăm và thăm gọi là giới thiệu anh chị một chút cái vườn táo của em Hiển nhé, hay là gọi là Hiển lão nông. Đấy, anh nhẹ chị em nếu mà làm táo thì cũng hay chia sẻ ở trên cái kinh nghiệm làm táo cũng như trên cái diễn đàn. Đấy thì tình hình nói chung là cũng kém các bác ạ, nói thật là phải chia sẻ một cái thẳng thắn, và cả gặp em Hiển tâm sự nói chuyện cũng như vậy nhỉ. Đấy thì thôi, thì giờ chờ cái lớp hoa cuối nữa thôi, chờ lớp hoa cuối nó xem cụ thể tình hình ra sao, xem có được không nhỉ. Tuy nhiên là cái lớp hoa cuối ở cái vườn trong cái đâu đây trong làng này này thì em nói là ở trong đó thì cái lớp hoa cuối này khả năng ra quả nhỡ chứ không phải là bi đâu, quả to không nhỉ, quả to hoặc là nhỡ. Đấy thì em cũng không biết là hy vọng là cái lớp cuối này này, cái lớp hoa cuối này thì sẽ ra được cái lớp quả to quả nhỡ nhé, hoặc là ít nhất là quả nhỡ, còn không là quả to được thì là tốt. Đặc biệt là bà con mình đúng không nhỉ, chờ mong ngóng mãi thì cũng mong là hy vọng cái thời tiết này nó đẹp đẹp lên đúng không nhỉ. Cứ nắng gió nhẹ nhẹ này thì táo thụ phấn rất là nhanh nhé, và ra quả nhìn thấy rất là rõ. Đấy các bác ạ. Đấy thì tình hình là như vậy. Đấy thì em cũng xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe các anh chị em nhé, thăm vườn táo nhà em Hiển lão nông và thì tình hình táo Đài Loan nhé. Đấy, táo Đài Loan là như vậy. Thì xin chào, cảm ơn các anh chị đã theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các anh chị ở các clip tiếp theo. Cỗ ăn cỗ xong rồi đi toàn đi vườn với cả đi bờ bụi thôi. Ui giời. Thì em xin chào, hẹn gặp lại các anh chị ở các clip tiếp theo. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi.